chồng đi mua ve chai rồi xong về bữa ngày 28 á, nhớ dì quá rồi mới chạy lên thăm dì, là tình cảm mới lớn nè. Rồi lúc chạy về á là 9 giờ tối, là hai chồng con chó chạy ngang rồi xây sở không kịp, có hai chồng té cũng gạch xuống lộ đai mình á, còn em thì chút cỡ 1 mét nữa xe nó mới lật, là vợ em té rồi. Em nghe mọi người nói là khi mà chị bị té xuống gì thì có bị cái con chó đó cắn nữa có không? Dạ không anh. Dạ. Vợ em bị gì đó, xin mọi người giúp đỡ. Nhưng mà tại vì bây giờ cũng có nhiều trường hợp người ta không thực sự hạt lòng á, bởi vì người ta cũng rất là e dè, chắc chắn là khi mà anh đi xin chắc gặp rất là nhiều khó khăn luôn. Người ta sẽ nghĩ ảnh là giống như không có thật á, mà giả bộ để đi xin á, phải không anh? Dạ không. Em quay phim chụp hình trong máy đồng hoàng, em cho họ coi đồng hoàng. Em không bao giờ lừa người ta. Trong khi đó họ có nói gì không? Dạ họ chỉ chúc vợ em mạnh khỏe thôi, rồi họ cho tiền. Sau khi anh nghe lời chúc đó thì trong lòng mình nó ra sao anh đúng? Dạ em mừng lắm. Em mong rằng là mọi người, em ước gì là sẽ có phép màu lại cho vợ em ngồi vậy. Cho nói chuyện với em bình thường như mỗi khi. Em ước cho vợ em tỉnh lại. Chỉ ước gì thôi, ngoài ra việc khác em chưa nghĩ đến. Khi mà bác sĩ nói là tình trạng của chị như vậy đó, rồi anh đúng biết được đó đó, rồi lúc đó là anh đúng làm gì? Em chỉ buồn với không ăn cơm đó. Về đây dòng họ kêu ăn em cũng không ăn. Em làm nhà này có khi 24 tiếng hộ em ăn được ổ bánh mì thôi. Trời. Em chạy ra tới ngoài giá quá. Đúng rồi. Nếu như mà sau này á, chị giống như là vượt qua được cái khó khăn bây giờ á anh, rồi xem lại được cái video ngày hôm nay nè, cái lời nói mà hiện tại bây giờ nhất là nếu như anh có thể nói được với vợ anh á, giống như là anh đang nói chuyện được với vợ anh đi, thì anh sẽ nói điều gì anh đúng? Em, anh sẽ nói anh nhớ em và yêu em rất nhiều. Mong rằng một ngày em sẽ tỉnh, sẽ nghe được những lời anh nói. Giống như là chị là một điều gì đó quan trọng nhất trong cuộc đời của anh hiện tại luôn anh đúng? Dạ. Là thứ giống như là quý giá nhất luôn anh đúng? Dạ. Tại giờ em thích em nói mấy câu đó lắm. Mau khỏe lên nào. Em. Vâng. Khỏe về mua đồ cho trai nào. Nhớ niệm Phật nha. Nha. Tỉnh dậy đi. Thường tâm sự với chị vậy đó. Dạ. Là tới giờ luôn vậy hoàng. Để về nhà luôn. Dạ. Bữa đó bác sĩ nói giờ em hết tiền rồi, em không còn khả năng nữa, tại tiền đó, số tiền nó quá cao. Nhưng mà chị lại tỉnh thì cũng thành người thực vật đó, rồi em không khả năng rồi em xin về. Cũng tháng mấy. Là cái câu chuyện nó xảy ra như thế nào anh, đúng là coi như là anh chạy xe, đang chạy xe là nó gặp như thế nào anh? Chó nó chạy ngang lộ rồi hai chồng cán phải con chó. Là anh xử lý không kịp ha? Dạ. Nếu mà lũi xuống thì lọt xuống bọng. Em không lách được, em chạy thẳng. Rồi nó mới tưng chiếc xe lên rồi nó rớt xuống, hai chồng mới ngã. Có nghĩa là chỉ ngồi sau cho nên mạnh dạ, thôi. Dạ. Dạ. Dạ rồi, bị chấn thương sọ não, ứ hai cục máu bầm 6 ly, mà uống tan rồi. Uống tan rồi, dạ, đúng nha. Dạ. Anh đúng cho em hỏi thăm nè. Khi trong khi đó đó, anh là người chở vợ mình đó, dạ. Mà lại giống như là gặp cái chuyện như vậy đó, rồi anh có cảm thấy giống như là buồn cho mình không, buồn cho vợ mình không anh đúng? Dạ. Là lúc đó anh suy nghĩ như thế nào anh đúng? Giờ lỡ gì em cũng biết suy nghĩ cái gì. Dạ. Lỡ gì em biết suy nghĩ cái gì, nói được cái gì. Nhưng mà anh có tự trách bản thân mình không? Do mà mình chạy chắc. Mà làm cho vợ mình như vậy không? Dạ. Chắc đó rồi anh suy nghĩ sao? Chắc là chở anh, vợ anh đi đó. Anh có tự nói bản thân mình không có lo được cho vợ mình đó. Như thế nào vô câu chuyện đó giờ em đâu biết nói gì nữa giờ. Mình thì không có khả năng mà để cho vợ mình tới chỗ. Tại hai chồng cũng nghèo nữa, chỗ thì không có ở. Chỗ này thì em mượn của người ta ở nhờ đỡ.
rồi bà con cô bác nguyên góp cho được cái này, chứ em cũng đâu có tiền nữa, hai chồng em mua ve chai. Hồi nãy em có nghe anh Đúng nói là do cái chi phí nó cao quá, dạ. Rồi anh Đúng mới quyết định là đưa vợ mình về, dạ, xin về và không có tiếp tục điều trị đó. Dạ. Tại nằm đó thì bác sĩ không có trị, bác sĩ rút máy hơi ra chứ không có cấp thuốc. Rồi mình để vợ mình vậy thấy tội quá, kệ đi. Về đây mình lấy máy hơi này người ta cho. Nhưng mà khi anh đem vợ về như vậy là coi như là không còn cái cách để mà giống như là giúp cho chị qua khỏi á. Em hết đường thiệt. Chàng ơi, chàng. Em bí luôn rồi, em là nằm mình lên em xỉu luôn á. Một ngày em chỉ ăn có một ổ bánh mì thôi, chàng. Để dành tiền mua sữa cho vợ. Một ngày anh chỉ dám ăn một ổ bánh mì thôi hả? Em xỉu, em vô quyển, em sụt 7kg. Nhưng chị rất là giống như là mệt luôn đó, thưa Yên chứ. Tại đòn nhiều quá. Nhưng mà khi trong khi đó anh là một người chồng á, mà mình lại không có làm gì được ngoài đứng nhìn vợ mình trong cái cơn đau này nè. Rồi lúc đó anh cảm thấy như thế nào anh Đúng? Thấy cũng sốt, giờ mình đã lo cho vợ mình không được rồi, lỡ gì rồi giờ biết sao giờ. Sao anh không nhờ giống như là bà con cũng như là người thân của mình giúp cho mình anh Đúng? Người thân em còn nghèo, cũng mua ve chai bên vợ cũng vậy. Ví dụ sao anh không hỏi thờ mượn thử cô chú ở xóm rồi đó? Dạ nghèo anh ta không cho anh mượn đâu. Dạ, dễ gì. Người ta không cho mượn luôn hả? Dạ. Anh có hỏi thử chưa? Em hỏi rồi, dòng người ta cậu nhiều lắm. Một khi mình mượn rồi mình có khả năng mình trả hay không? Mình có khả năng trả người ta mới dám cho mình mượn, còn mình không có khả năng trả rồi không bao giờ ai cho mình mượn cả. Chàng ơi chàng, nhưng mà trong khi đó là giống như là cứu một người á mà người ta đành lòng như vậy sao? Nhiều người còn ác hơn mình nghĩ nữa nè. Mình không suy nghĩ đến đó được, nếu anh em mình biết được thì đâu có ra cớ sự như thế này. Cái này anh cho mấy anh em hỏi thiệt ha. Dạ. Khi mà đêm về đó rồi anh ngồi lúc đó chỉ còn một mình anh á mà cùng với vợ như vậy nè, rồi cái cảm giác như thế nào anh? Buồn quá, đau á. Buồn nhiều hơn ha? Nhiều lắm. Có khi nào anh tự nói chuyện với vợ mình không? Có chứ. Không là nữa. Anh nói như thế nào anh có thể kể lại cho em cũng... Ráng khỏe đi, về vợ chồng mình đi mua đồ. Chàng ơi, dạ. Chàng. Là chị nằm như vậy mà anh nói chuyện với chị ha? Dạ. Tâm sự với chị hả? Dạ, lao là Tâm nói chuyện à. Tại người ta chỉ á, mình mới nói. Nhưng mà anh có nghĩ rằng là vợ mình sẽ nghe được những lời nói của mình không anh Đúng? Cũng mong là suy nghĩ là vậy. Tại lúc bữa về đây làm nhà nè, nói vừa bước vô phòng bệnh viện á, nghe tiếng là mừng. Mừng. Tay cửa quậy. Tay chỉ còn cử động thôi. Dạ được, cử động bình thường á. Trước cái bữa mà vợ chồng mình gặp sự cố gì đó là mình có thấy cái điểm gì trước không? Thì vợ có nói với em gái, rồi em gái mới học lại. Đâu? Mới sống với anh Đúng á, ăn được cái nồi thịt kho hột vịt với hai đồ bánh tét là chị nghĩ ăn rồi. Dạ, dạ, là đột nhiên người vợ rủ về, hai chồng đi về luôn. Lúc đó là canh tối trước gì đó hả? Dạ, nhưng mà mình không có biết, em gái nó nói lại. Em gái nói lại. Giống như là mình nghĩ là nói giỡn thôi ha. Dạ. Hai chị em đi mua bánh tét của người ta đi mua. Chàng ơi chàng, thưa quý vị khán giả, một người chồng của quý vị khán giả mà do cái cuộc sống nghèo cũng như là khó khăn quá đó quý vị khán giả, đành phải đứng nhìn vợ mình trong cái khó khăn này quý vị khán giả. Thực sự mà nói cái cảm giác của anh hiện giờ chứ rất là khó để mà diễn tả hết được quý vị khán giả. Hai vợ chồng mình có được đứa con nào không anh Đúng? Dạ chưa. Khi mà trò chuyện với anh Đúng thì nước mắt của anh cũng rưng rưng rồi, cũng rơi nước mắt luôn rồi. Chàng ơi chàng. Cái hôm mới bữa xảy ra sự việc á thì anh suy nghĩ gì như thế nào ạ? Em chỉ khóc thôi chứ em không biết. Suy nghĩ cái người vợ của mình chẳng hạn như là có mạnh khỏe hay là không mạnh khỏe gì không? Anh hay chia sẻ không? Thì lúc đưa ra bệnh viện thì em cũng mong rằng bác sĩ trị cho nó lành, nhưng mà em không có khả năng để trị. Nhưng mà đem về, bác sĩ kêu mình đem về, mình không có khả năng rồi chắc đó anh. Dạ bác sĩ không có kêu đem về, nhưng mà em xin về. Xin về mình không có đủ
kinh tế ha. Tại vì không có cấp thuốc á, chứ không cấp oxy rồi mình vợ mình nằm đó cũng như ở nhà thôi. Coi như là nếu mà mình có tiền thì họ quan tâm, họ chăm sóc cho vợ mình. Dạ. Còn mình không tiền thì ở đó còn cực hơn ở nhà, đúng không? Rồi những cái ngày đó đó rồi anh làm sao mà để có tiền mà mua sữa cho vợ mình anh Đúc? Em đi xin hả? Đi xin hả? Trang ơi Trang, một người chồng, một người đàn ông mà bây giờ phải hạ mình xuống đi xin từ ngàn luôn hả anh Đúc? Trang ơi Trang, cái lúc anh đi xin anh nói bà con như thế nào anh Đúc? Muốn vợ em bị gì đó, xin mọi người giúp đỡ. Nhưng mà tại vì bây giờ cũng có nhiều trường hợp người ta không thực sự thật lòng á, bởi vì người ta cũng rất là e dè, chắc chắn là khi mà anh đi xin chắc gặp rất là nhiều khó khăn luôn. Người ta sẽ nghĩ ảnh là giống như không có thật á, mà giả bộ để đi xin á, phải không anh? Dạ không, em quay phim chụp hình trong máy đồng hoàng, em cho họ coi đồng hoàng. Em không bao giờ lừa người ta. Trong khi đó họ có nói gì không? Dạ họ chỉ chúc vợ em mạnh khỏe thôi, họ cho tiền. Sau khi anh nghe lời chúc đó thì trong lòng mình nó ra sao anh Đúc? Dạ em mừng lắm. Em mong rằng là mọi người, em ước gì là sẽ có phép màu lại cho vợ em ngồi vậy. Cho nói chuyện với em bình thường như mỗi khi. Có khi nào anh tự nghĩ bản thân mình á, trách ông trời á, giống như là ngày hôm đó thà là cho mình đi chứ đừng có để cho vợ mình phải chịu cái cảnh dạ, này đúng rồi. Có chứ anh. Là anh nguyện như thế nào anh Đúc? Em nguyện như vậy em mạnh lại đâu nữa. Chàng ơi chàng, nếu như có một cái điều ước thì anh ước điều gì? Em ước cho vợ em tỉnh lại, chỉ ước gì thôi, ngoài ra việc khác em chưa nghĩ đến. Khi mà bác sĩ nói là tình trạng của chị như vậy đó, rồi anh đúng biết được đó đó, rồi lúc đó là anh đúng làm gì? Em chỉ buồn với không ăn cơm nữa. Về đây dòng họ kêu ăn em cũng không có ăn. Em làm nhà này có khi 24 tiếng hộ em ăn được ổ bánh mì thôi. Trời ơi, em chạy ra tới ngoài giá không ạ? Làm ở đây nhưng mà em suy nghĩ về vợ. Nói chung là người bạn đồng hành cùng anh đúng ha. Đúng rồi. Giống như là buồn vui rồi thì luôn kế bên ha. Họ đều trải qua khó khăn với mình. Mà bây giờ là mất đi cũng như là cái lời động viên cũng như là cái trò chuyện của chị á, thì em nghĩ rằng anh chắc chị không nổi đâu anh đúng ha. Cái này là người thân nhất trong gia đình em, trong em. Rồi chị nằm ở đây nè, rồi tối là anh đúng nằm cạnh luôn hay sao? Dạ nằm đây, nằm xích ngoài để cái gối bên đó, tối đằng em nghiêng cái mình cho bả nghiêng mình lại, cho mình qua cho mình lại ha. Dạ. Sao chị bị như vậy nè mà em không thấy người thân của chị đâu anh đúng? Có mình điện nhưng mà họ không xuống rồi biết sao giờ. Mẹ ruột đâu anh đúng? Mẹ ruột bên em mất rồi, bên vợ cũng mất hết rồi. Còn bên anh? Bên em mất rồi, mẹ nằm ngoài trước á. Ba thì ở Vĩnh Thuận. Rồi anh chị em còn không anh đúng? Dạ còn nhưng mà họ có cuộc sống riêng mà. Họ không quan tâm gì tới hai vợ chồng anh hết. Dạ. Như tình trạng của chị đây là bác mình mất. Cái này phải kiếm cái đồ để mới được anh đúng ơi. Khúc đồ mới được. Dạ. Đồ nó nghẹt. Anh đúng kiếm cái gì dằn lên nó để gió nó thổi bay. Cái phải có cái đồ hút đòm á anh ơi. Cái đó mình đi mua có không ta? Dạ em cũng không biết nữa. Em nghe mọi người nói có nhưng mà em không biết mua mình nói như thế nào. Đúng rồi, dằn lại để nó em thấy chị đã như thế rồi mà còn thở rồi bị đòm nữa. Bây giờ tình trạng của chị như vậy đó anh đúng. Rồi bác sĩ nói nếu mà có tiền á thì là bao nhiêu và điều trị có khỏi không anh đúng? Bác sĩ nói, em nói chắc cỡ 200 triệu không bác sĩ? Bác sĩ nói đúng rồi nhưng mà số tiền đó lớn quá em có khả năng thôi bác sĩ. 200 triệu hả? Dạ. Nhưng mà nếu mà có 200 triệu rồi có chị cho chị qua khỏi được không? Hết không? Thì em cũng có hỏi đó. Rồi bác sĩ nói sao? Bác sĩ nói còn nước thì còn tát. Vì bác sĩ nói vậy chi? Nói vậy với em làm gì? Thì... Báo thì báo cho chính xác.
còn nước còn tát coi như là cái câu trả lời nó không có đúng cái đáp án luôn. Dạ. Thí dụ như nói được đi thì mình còn cố gắng được hay đúng không? Coi như là không có biết được trước như thế nào luôn. Dạ. Nhưng mà vì sao mà sao nặng như vậy đúng? Dạ, té xuống gạch đó. Rồi chấn thương sọ não với nằm lâu á, giờ chuyển qua viêm phổi. À, là nãy anh nói tan máu bầm rồi mà. Dạ, nhưng mà thì mình bác sĩ nói vậy thôi chứ mình đâu có biết được. Em thấy còn xanh. Dạ, xanh lắm. Là không đội nón bảo hiểm hay sao? Dạ có, bảo hiểm banh đó, để. Phải chi mà cái lúc đó anh đúng chạy chậm ha. Dạ chậm mà. Chậm mà gì đó. Cả 50. Trời 50 trở lại. Cái sự việc bữa đó như thế. Tại vì bữa đó thì nếu gặp con chó là em bớt ra lại rồi. Nhưng mà tại chớn nó quá nhanh đi. Với anh cũng xử lý không kịp đâu, thường thường nếu mà tại những vì người bữa đó là em hóp rồi, nếu đó bằng đêm mà. Bất cứ ai cũng vậy thôi, nếu mà đang chạy mà gặp nó xông ra thì không có xử lý kịp đâu, bảo đảm luôn, nó nhanh lắm. Bây giờ là cái mong ước cuối cùng của anh đúng là mong ước như thế nào bây giờ? Em mong có số tiền để cho bà xã em tỉnh lại, cho dù thực vật em cũng thương. À. Dạ, chỉ tỉnh thôi, nói chuyện với em là được. Nhưng mà nếu mà là thực vật á thì anh đúng sẽ phải chăm sóc mỗi ngày luôn á. Dạ. Rồi lúc đó sáng thì sao? Thì mình đi làm chưa xế về mình nghỉ. Dạ. Với phần mình đi mua da chai thì cũng đâu có thời gian là gì đâu. Mình muốn về thì mình về. Đèn ơi, bây giờ cũng khó ha, đúng không? Bây giờ chỉ cầu mong cho có tiền để mua oxy cũng như là mua sữa đồ cho chị ha. Dạ. Qua ngày ha, đúng ha. Dạ. Em trông chờ phép màu thôi chứ giờ ước thì ước hết nổi. Ước hết được. Nhưng mà cũng rất là mong chị có thể... có thể giữ được đi đặng mình nhìn vợ mình mỗi ngày cũng được. Dạ. Thì ơi chàng chỉ có một chút sai lầm thôi mà vậy hên đúng không? Dạ. Cái lúc như xảy ra như vậy đó anh có bị gì không? Có, em bị cũng chạy xước nóc hết trơn anh. Lâu rồi nó lạnh á. Nhưng mà nhẹ ha. Dạ nhẹ. Té tung với chiếc xe. Cái cấp mà con chó chạy ngang á thì cái điều đầu tiên mà anh đứng vậy đó là anh lo cái điều gì trước? Em lo, em sợ vợ em nó nhớ nó ôm em mà sau đợt đó bữa đó nó buông ra luôn là nó té xuống trước luôn. Rồi quay lại thì vợ em nằm chỗ rồi xe nó mới lật, tại nó rớt chế độ, nó tung lên chế độ cao á rồi nó rớt xuống. Chàng ơi chàng, sao mà xui dữ ha. Nếu mà chỉ mà ôm chặt anh chắc cũng không đến nổi. Dạ đúng rồi. Hai chồng cài chung nó không có sao. Ừ. Ngày xưa làm sao mà anh gặp được chị? Dạ đi biển. Đi biển Mã Lai 2 năm rưỡi trời rồi mới về. Ừ. Về đây thì thấy vợ đi mua dây chai nè, rồi hai đứa mới hợp nhau. Ở. Là anh đi mua dây chai gặp vợ mua dây chai hay sao? Không, em đi biển rồi về em sợ Mã Lai quá em nghỉ. Ừ. Mã Lai bắt em á. Ừ. Rồi gặp bà xã rồi thấy thương quá rồi kết nối nhau ở luôn. Dạ. Cũng 3 năm rồi. Nhưng mà hình như mấy anh em thấy là chị hình như lớn tuổi hơn anh đúng không? Dạ đúng. Lớn, dạ lớn. À, là thời gian là hai vợ chồng mình sống cùng với nhau được bao nhiêu năm anh đúng? Dạ 3 năm. 3 năm rồi ha. Dạ. Dạ. Em để ý nhiều khi anh nói tới cái câu chuyện buồn á, là chỉ hình như là rơi nước mắt á. Dạ, rơi hoài anh ơi, khóc hoài. Em nói chuyện cũng khóc. Giống như là chỉ có thể nghe mình nói á. Coi như là bây giờ là người thân là hoàn toàn không có cách nào để giúp mình. Dạ. Họ cũng mua da chai như hai chồng em vậy. Ai cũng nghèo khó hết. Dạ. Ở đó mình không trách, vợ buồn lắm. Buồn nhiều lắm. Đó giờ vợ chồng mình giỡn với nhau quen thì vẫn buồn. Thường thường cái giỡn thường ngày là như thế nào? Anh có thể gặp lại cho vợ anh và cho em
mọi người được biết thôi. Rồi đi mua thì nói chuyện này chuyện kia thì hai chồng giỡn với nhau thôi chứ. Dạ. Trời mua chơi. Theo được biết đó, là anh trẻ tuổi hơn chị ha. Dạ. Nhưng mà một chàng trai thì trẻ tuổi cái nhà lo cho một cái người vợ lớn tuổi thì rất là trung thủy luôn, ít ai có như vậy đó. Có khi nào anh sợ vợ anh bỏ anh đi không anh Đức? Dạ sợ chứ. Rước chân bệnh viện về là em sợ trước rồi. Chứ đâu cần tới đây đâu. Là anh sợ như thế nào anh Đúng kể cho em, những hiện giả được biết anh Đúng. Em sợ một ngày nào á vợ em bỏ em đi á, em ước là em tính là em tính đi theo vợ em, bởi vì em mới nhịn đói. Trời ơi, anh tính đi theo luôn hả? Vợ anh bỏ đi là anh đi theo luôn hả? Dạ. Đúng rồi, em nghĩ rằng á chị cũng ước mong á cho anh Đúng có thật là nhiều sức khỏe á. Rồi có được cuộc sống hàng ngày vui á anh Đúng, có được cái nụ cười á. Chứ chị không muốn như vậy đâu anh Đúng ơi. Anh thương vợ anh chắc nhiều lắm anh Đúng. Dạ đúng rồi. Thương cả hơn cả. Khi mà thấy vợ mình ăn uống không được anh Đúng. Dạ. Anh đó trong lòng anh Đúng như thế nào anh Đúng? Dạ có những người rủ đi ăn á, ăn thịt heo đồ này kia. Em có mới nói một câu rằng đó là trong lòng em thực sự nói ra vợ ta nằm trong đó uống sữa ta ăn đồ ngon ăn không được mày ăn đi tại chứ ăn cơm không chứ nước canh rồi coi như tất cả bây giờ với lúc là không còn gì mà vui với dạ. Ngon với... em còn ăn gì mà đấy ngon trời. Thương cho hoàn cảnh của người chồng lắm quý vị khán giả ơi. Vì cuộc sống hoàn cảnh nghèo khó khăn đó, quý vị khán giả. Đành phải đứng chịu đựng cái cảnh như vậy nè quý vị khán giả. Chỉ vì một chú chó thôi mà cho nên là xảy ra chuyện như vậy. Cái này là anh có tự nhủ mình tại sao như vậy không anh? Em giờ biết thôi thì mấy anh em chính viên là cái này chắc cũng có là cố mẹ không gì rồi. Dạ. Thì anh cũng cố gắng chăm sóc cho vợ anh đi rồi tới đâu hay tới đó chứ giờ anh cái cho mà vợ anh như vậy đó thì anh có lời nào tâm sự với vợ anh không để cho em và mọi người được biết cái cảm xúc của anh nhắc này anh chia sẻ lên sau này mà vợ em có mất chắc nữa. Anh là mình không có con sao anh? Dạ không. Rồi mình cha mẹ mình chứ? Cha mẹ mất hết rồi. Anh em của mình? Anh em thì họ đi có cuộc sống riêng hết rồi. Ví dụ mình bây giờ phải ví dụ vợ mình đi á, đi đó thì mình phải cố gắng sống để lo cho cái cuộc sống mình. Thì bộ anh thương vợ anh dữ lắm hả? Dạ thương rất nhiều. Thương như thế nào anh kể cho em nghe coi. Em thương cả sinh mạng em luôn. Trời ơi. Dạ. Một cái người vợ lớn tuổi hơn anh. Dạ. Mà anh đành không là không có nghĩ ngợi những gì. Nhưng mà vợ họ lớn tuổi nhưng mà họ biết chia sẻ với mình và quan tâm mình, và tâm sự với mình những lúc có vui, lúc có buồn. Trời ơi. Họ không cần tiền, họ chỉ cần tình thôi. Em ăn gì thì vợ em ăn nấy. Như anh nói là cái người phụ nữ lớn tuổi là họ rất là trung tình. Trung tình như thế nào anh có thể kể cho em nghe cho trung nó tình không? Là họ không đua đòi, họ không thích xe xua với mọi người. Còn những người trẻ tuổi thì họ rất là xe xua, em không khoái, em không chịu. Vậy là cái cấp hồi đó chắc anh chắc cũng có quen người trẻ tuổi đúng không? Dạ đúng rồi. Nhưng mà em người đã khóc rất nhiều. Là anh khóc với những người trẻ tuổi hả? Dạ, một người đó em sợ. Sợ rồi cho nên anh mới cái cơ duyên anh gặp cái người lớn tuổi hả? Dạ. Em ở đây thì em thấy là chị á là lớn tuổi anh là nhìn cái cho nên anh quyết định không thương những người bằng tuổi nữa. Dạ không. Rồi là thương người lớn tuổi. Dạ. Rồi. Anh là trẻ tuổi mà thương cái chị lớn tuổi thì rất chuyện lạ cả nhà. Nhưng mà em thương rất nhiều còn hơn những người trẻ tuổi nữa. Anh đúng rồi. Nếu như mà sau này á chị giống như là vượt qua được cái khó khăn bây giờ á anh rồi xem lại được cái video ngày hôm nay nè cái lời nói mà hiện tại bây giờ nhất là nếu như anh có thể nói được với vợ anh á giống như là anh đang nói chuyện được với vợ anh đi thì anh sẽ nói điều gì anh đúng
Em anh sẽ nói anh nhớ em và yêu em rất nhiều. Mong gần một ngày em sẽ tỉnh, sẽ nghe được những lời anh nói. Giống như là chị là một điều gì đó quan trọng nhất trong cuộc đời của anh hiện tại luôn hả anh Đức? Dạ. Là thứ giống như là quý giá nhất luôn hả anh Đức? Dạ. Tại giờ em thích em nói mấy câu đó lắm. Thích thường 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 á là thích anh nói những cái câu gì? Yêu đương với kêu bằng bà xã. À, nhưng là chị rất là lớn tuổi ha. Dạ, nhưng mà vui. À, thích, vui là được. Thích anh là... Cho dù cỡ nào em cũng được. Thì... Bây giờ coi như là mất đi thứ gì cũng được. Dạ. Nhưng mà không mất mấy cái câu đó được. Là mệt như thường á, chưa có xảy ra cái vụ này á. Dạ. Là mệt chỗ nào, nhưng mà chị thích kêu là bà dạ. xã hả? Dạ. Chàng ơi, anh phải là kêu như vậy để thương vợ ha. Dạ. Đi mua hai chồng cũng thường gọi như vậy mà. À. Dạ, đi lượm cũng thường gọi như vậy. Thường thường người ta đi ngoài đường á, thì cái cấp còn trẻ đó, thì không biết có khi nào người ta nói anh là trời ơi, sao mà có vợ lớn tuổi như vậy. Thì em nó hỏi cái này, cái câu chuyện này có không anh? Dạ có, cũng nhiều người có, nhưng mà nói người ta nói sao anh? Điều đó em không quan tâm. Ví dụ người ta nói sao anh có thể ta lập... nói là sao mà anh trẻ mà lấy vợ già quá vậy. Nói già nhưng mà thương mình là được, đừng lừa dối mình và lợi dụng mình là được. Tình mình ha, tình dạ. cảm mình ha. Dạ, chân thành là được rồi. Cỡ nào em cũng thương, cho dù cùi đôi sức mẻ em cũng thương. Chắc em độ chắc hồi đó chắc anh cũng có một cái dạ. một cái một tình gian dở. Gian dở chắc người ta chắc cũng không thương anh cho nên quá, cho nên anh mới tìm. Cái này anh thương là tìm người lớn tuổi là để thương cho kiểu dạ. bằng thương thiệt hay là thương... thương cho cái kiểu như mà người ta bỏ rồi mình thương người này cho. Dạ không, thương là thương trăm năm. Trăm năm. Em thường nói vợ em yeah. là phải sống chừng nào mà đầu hai đứa mình bạc với nhau ừ. trừ phi hai đứa mình mất trên đời này thì chuyện đó tính sao. Chuyện à. Thì những lời anh nói á thì chia sẻ cho mấy anh em để mấy anh em đưa lên ha. Anh quý nhất là cái người vợ lớn tuổi anh như thế nào đó? Dạ. Anh thương nhất cái gì nè? Thương nhất tính tình hiền. Hiền. Dạ. Không xe xua, không thích đua đòi. Có... Vợ em không bao giờ có điểm đó. Có khi nào mà chị đi ngoài đường á, chị thấy những người ta bận đồ đẹp và những ăn miếng ăn ngon rồi đó. Dạ. Rồi chị có nói là mình mua cái đó này kia không anh? Dạ không anh. Cũng chịu. Dạ. Hai chồng mặc đồ cũ không à? Rồi đi ăn uống anh, ví dụ anh đi làm nè, rồi chị á, có khi nào mà chị chừa những miếng ăn, miếng ngon rồi cho anh không? Dạ không có chừa, mà đợi chồng về ăn. Đợi luôn? Dạ. Ôi, quá cho dù tới tối cũng đợi nữa. Dạ. Dạ. Hai vợ chồng em á. Dạ. Anh đúng rồi, thì ngày hôm nay á, em cùng với Thanh Trúc nè, cũng như là mấy anh em á, biết được cái hoàn cảnh cũng như là cái sự việc vừa diễn ra đó, là anh hiện tại là đang gặp rất là nhiều khó khăn. Thì ở đây em cùng với Thanh Trúc cũng có một chút cái tấm lòng xin gửi tặng đến anh, để anh có thể dùng cho công việc hàng ngày của mình nha. Em xin em cùng với Thanh Trúc xin gửi cho anh 500 nha. Em cảm ơn tất cả mọi người và mấy anh. Nhưng mà anh nghe lời khuyên của em cũng như là Thanh Trúc nè, cố gắng lên anh đúng rồi. Bởi vì chuyện này thật sự lỗi cũng không phải do anh đâu. Nói chung mọi chuyện là ý trời hết. Nó đã có sự sắp đặt sẵn rồi. Và điều mà vợ anh mong muốn nhất là muốn nhìn thấy anh cười mỗi ngày, cũng như là muốn anh có được một cái cuộc sống là hạnh phúc, vui vẻ mỗi ngày. Chứ anh đừng có giống như là không chịu ăn nè, hoặc là buồn á. Thì em nghĩ rằng á, chị thật sự mà nói chị cũng không mong muốn điều đó đâu. Thôi anh cố gắng lên nha anh đúng nha. Dạ. Để làm cho chị vui nha anh đúng nha. Em cũng nguyện cầu mong sao á, cho một điều gì đó kỳ tích á, có thể diễn ra với gia đình anh, để hai vợ chồng anh có thể trở lại hạnh phúc như xưa nha. Em cảm ơn mấy anh và tất cả mọi người cộng đồng mạng. Dạ, cố gắng vượt qua cái khó khăn này nha anh đúng nha. Dạ. Rồi rồi, thôi em xin chào anh nha. Dạ. Dạ. Mau khỏe lên nào. Em,
Rồi. Sẽ về mua đồ cho trai nè. Nhớ niệm Phật nha. Nha. Tỉnh dậy đi. Là anh thường tâm sự với chị vậy đó anh. Dạ.